Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 7, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách, khiến hai người tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân được xác định là NKH, tên viết tắt, và NVD, tên viết tắt, là hai anh em ruột cùng ngụ xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Thông tin ban đầu, đêm ngày 23 tháng 7, xe khách 51B29547 lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe khách đến địa phận ấp Lê Lợi 1, xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất, thì va chạm xe máy chạng chiều ngược lại khiến hai anh em H và D tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vào chiều ngày 18 tháng 7, tại km 56+200, quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vụ tai nạn đã khiến ba du khách người Trung Quốc tử vong tại chỗ. Đến tối cùng ngày, ghi nhận thêm một nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Như vậy, hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang theo dõi khoảng hơn 15 trường hợp bị thương. Đến tối cùng ngày, ngoài 4 nạn nhân tử vong được đưa vào nhà tang lễ, thì các nạn nhân bị thương chưa có trường hợp nào diễn tiến nặng, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ tai nạn làm ô tô hư hỏng nặng, công trình hộ lan mềm dài khoảng 70m hư hỏng. Vị trí xảy ra tai nạn là đường đèo xuống dốc, quanh co, không có giải phân cách giữa, nằm ngoài khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ lật xe khách đặc biệt nghiêm trọng này. Ông cho hay hiện chưa có kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, tài xế lái xe khách cho biết xe đã mất thắng dẫn đến xảy ra vụ tai nạn. Cơ quan công an cũng đã trích xuất dữ liệu từ hộp đen trên xe để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo tìm hiểu, tài xế điều khiển xe khách trong vụ tai nạn là Hồ Ngọc Hưng, 58 tuổi, trú quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan vụ tai nạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục, xử lý và điều tra vụ lật xe chở khách Trung Quốc làm 4 người chết trên đèo Khánh Lê. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng liên quan kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông. Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung lực lượng cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tối 18 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Hà Nội, Khánh Hòa, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Khánh Hòa xảy ra chiều cùng ngày. Trước đó, vào sáng 14 tháng 6, xe tải 65C-10510 do Nguyễn Hữu Quân, 42 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang điều khiển, chở sắt hộp lưu thông từ hướng Đồng Nai về thành phố Đà Lạt. Khi đến km 100+300 trước đài Đức Mẹ Bình An, trên đèo Bảo Lộc, xe bị lật nghiêng. Theo camera, khi vừa ôm cua tại vị trí nói trên, chiếc xe tải sụp xuống ổ gà, lòi lõm trên đường rồi vặn ngang thùng, nghiêng sang bên phía vách núi, cản trở các phương tiện giao thông đang lên và xuống đèo. Vụ tai nạn khiến đèo Bảo Lộc ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết cẩu xe tải nói trên để giải tỏa. Trung tá Phạm Văn Chi, trạm phó trạm cảnh sát giao thông Madagui, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhiều lần cảnh báo và kiến nghị Cục Giao thông Đường bộ kiểm tra khắc phục điểm đen nói trên. Tuy nhiên đến nay ổ gà vẫn tồn tại gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Chiều 30 tháng 5, xe khách 45 chỗ biển số 73F00063 chạy hướng Nam Bắc, tông trực diện xe khách 16 chỗ chạy hướng ngược lại, đang chở đoàn rước dâu trên cao tốc Hòa Liên-La Sơn, thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Theo đó, xe khách loại nhỏ 16 chỗ chở đoàn người rước dâu đã bị xe khách 45 chỗ tung lật ngang, khiến một người tử vong và 5 người khác bị thương nặng. Nhiều người trên xe rước dâu bị mắc kẹt bên trong.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang cùng các ngành chức năng đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường, khẩn cấp cứu hộ các nạn nhân gặp nạn. Lực lượng cấp cứu 115 cũng huy động y bác sĩ, xe cứu thương cứu chữa nạn nhân. Vụ tai nạn còn khiến các xe lưu thông trên cao tốc này kẹt cứng, dòng xe kéo dài hàng km. Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng phải điều tiết các phương tiện đi hướng khác để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Mặc dù là cao tốc nhưng đường này chỉ có 2 làn xe lưu thông theo 2 chiều ngược nhau. Tốc độ tối đa cho phép trên đường này là 80 km/h. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ lật xe khách. Theo thông tin ban đầu, một chiếc ô tô chở khách du lịch chạy trên quốc lộ 32 hướng từ huyện Thanh Sơn đi Tân Sơn. Khi đến đoạn dốc gió thuộc xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn thì đâm đổ toa ly âm, lao xuống chân đồi. Xe ô tô khách loại 47 chỗ do ông Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1975, trú tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển chở 29 người, cả lái xe gồm 8 người Việt Nam, 21 người Hàn Quốc. Anh Nguyễn Văn Dương, nhân chứng của vụ việc cho biết, đầu ô tô lao thẳng xuống chân đồi, đâm mạnh vào mặt đất rồi lật nghiêng. Thời điểm này hành khách la hét kêu cứu, một số thoát ra trước, phá cửa đưa người mắc kẹt ra ngoài. Cũng theo nhân chứng này, sự việc không có người tử vong, có một số người bị thương và đang được sơ cứu và đưa đi bệnh viện. Vị trí tai nạn là khúc cua tay áo, có toa ly âm cao khoảng 1 m, trên mặt đường đoạn hộ lan khoảng 10 m bị hút đổ. Dọc vách đồi là vệt bến xe, dưới chân đồi cách mặt đường khoảng 50 m, xe khách nằm nghiêng, bên cạnh là mảnh vỡ của phương tiện, nhiều người bị thương nằm dưới gốc cây. Tối 5 tháng 6, ông Trần Văn Duân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Phìn, huyện Chư Prong, Gia Lai xác nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người trong một gia đình tử vong, gồm 2 vợ chồng và con trai. Trước đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 5 tháng 6, trên tuyến tỉnh lộ 663 thuộc địa phận thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prong, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải, ô tô bán tải và xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 81H010 do ông Hoàng Xuân Tài, 53 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, điều khiển chạy từ hướng xã Bào Cạn đi thị trấn Chư Prong thì bất ngờ tông vào xe máy bị kiểm soát 81B2783 do anh Nguyễn Quang Hòa, thôn Hoàng Yên, xã Y Phìn, huyện Chư Prong chở phía sau vợ và con trai. Sau đó, xe ô tô tải tiếp tục tông vào xe ô tô bán tải biển kiểm soát 81C148 đậu ven đường. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Quang Hòa, 35 tuổi và vợ chị Nguyễn Thị Kiều, 32 tuổi, cùng con trai Nguyễn Hoàng Thị Nhân, 3 tuổi, ngụ thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn tử vong tại chỗ. Trước đó, ngày 6 tháng 4, nguồn tin của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an thành phố Pleiku đã tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải Trần Duy Hùng, 27 tuổi, ngụ thị trấn Con Dẫn, huyện Man Giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn xe khách va chạm với xe tải rồi lao vào nhà dân. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết và 9 người bị thương xảy ra tại ngã ba La Sơn, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 14, Hồ Chí Minh đoạn qua phường Chi Lăng, thành phố Pleiku vào 12 giờ 10 phút ngày 2 tháng 4. Trước đó, như báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 47B02230 do ông Nguyễn Xuân Đông, 52 tuổi, ngụ thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, lái xe hãng Anh Khôi, điều khiển hướng Đắk Lắk, Pleiku, bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 81C18787 do Trần Duy Hùng lái chạy từ đường La Sơn, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa ra quốc lộ. Sau khi xe khách tông vào đuôi xe tải, xe khách mất lái và tông thẳng vào hai nhà dân ở hướng đối diện. Hiện trường vụ tai nạn, phần đầu xe khách và một phần hông bên trái bị toạc một mảng lớn. Hai nhà dân bị tông sập phần tường nhà, mái tôn. Riêng chiếc xe tải chỉ hư hỏng ở phần đuôi xe. Hậu quả của vụ tai nạn, tài xế xe khách Nguyễn Xuân Đông và ông Phan Văn Nguyện, 76 tuổi, hành khách trên xe ngồi phía sau tài xế, ngụ huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, tử vong. 9 người khác được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, trong đó có 3 người bị chấn thương sọ não. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định dữ liệu ghi nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải do Trần Duy Hùng điều khiển có tốc độ xe lúc 12 giờ 02 phút là 13 km/h, lúc 12 giờ 02 phút 19 giây là 40 km/h. Hùng có giấy phép lái xe hạng C số 79015915-0029 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 16 tháng 3 năm 2020.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!